Xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hình thức bán sản phẩm POD, tức là viết tắt của ba từ là Print On Demand. Mời các bạn nhìn lên cái slide tôi mới tạo trên màn hình. Print On Demand viết tắt là POD, tức là nhà in chỉ print là chỉ in cái sản phẩm đó, tức là sản phẩm đó, tức là áo thun, là ly, là áo gối có cái design của mình trên đó. Khi mà có khách hàng demand, tức là khách hàng order, tức là chỉ in khi mà khách hàng order và đã trả tiền nhé các bạn. Các bạn nhìn lên màn hình thì number one customer là khách hàng, và số 1 là khi mà khách hàng places order, tức là đặt hàng, tức là khách hàng đặt hàng, nghĩa là khi mà chúng ta upload, chúng ta tải cái mẫu design của chúng ta dưới định dạng là mẫu design digital JPEG, ví dụ có thể là 4.500x5.400px lên trên cái nền tảng của các cái nhà in, ví dụ như là custom cast, như là Printful, Printify. Đó, thì khi khách hàng vào trên SC Shop á, hoặc là eBay hoặc Amazon, đó thì nơi đó có cửa hàng của bạn là Your Store, thì khách hàng order cái mẫu đó, ví dụ là cái mẫu design của bạn trên cái áo thun, cái nền ví dụ là màu đen và size là ví dụ như là medium, là trung bình, thì cái order đó sẽ được gửi tới một cách hoàn toàn tự động do cái software phần mềm hiện nay rất là tinh vi các bạn. Nó dò tìm ngay lập tức, là order đó lập tức gửi tới cái POD supplier, tức là cái nhà in cái sản phẩm mà POD đó mà bạn đã liên lạc trước đó, và nhà in đó là đối tác của bạn, thì cái sản phẩm đó tự động được gửi tới nhà in POD mà bạn đã chỉ định. Thì cái nhà in POD đó là POD Company, bạn nhìn lên số 3, thì sẽ in ra ngay lập tức cái áo thun. Ví dụ như khách hàng lựa chọn là cái màu xanh navy, màu xanh nước biển đó, và size là medium, thì nhân viên trong cái công ty, cái nhà in đó sẽ vào kho lấy ra một cái áo, cái kiểu mà bạn đã lựa chọn, và cái nền trơn là màu xanh nước biển, và sẽ in cái design mà bạn đã lựa chọn lên cái áo đó. Đó, printed items. Và xong rồi, supplier, tức là cái nhà in đó, cái công ty in đó sẽ take care luôn việc đóng gói hàng hóa. Họ sẽ đóng gói một cái áo, họ cũng đóng gói cẩn thận và dán label, shipping label, tức là dán cái nhãn vận chuyển. Trên đó có tên của bạn, có địa chỉ của bạn và số điện thoại. Và công ty vận chuyển UPS ở Mỹ hoặc là USPS là bưu điện Mỹ sẽ tới cái nhà in đó mỗi buổi sáng, ví dụ là 9 giờ sáng tới, pick up tất cả những cái hộp mà trong đó có được áo thun hoặc là ly hoặc là áo gối, và sẽ vận chuyển cái áo thun của bạn. Bạn nằm trong 148 tiểu bang Hoa Kỳ, tức là bạn là khách Mỹ đó, sẽ giao tới nhà của khách đã order trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ trong vòng từ 2 đến 5 ngày là maximum. Như vậy là khách hàng order cái áo mà bạn ở Việt Nam bạn design ra, và bạn chọn một cái partner production, một cái đối tác in, trong số rất rất nhiều nhà in cái kiểu POD này ở nước Mỹ bạn đã chỉ định rồi, thì khi mà khách hàng order và đã thanh toán trong cái store của bạn á, trên SC hoặc là trên eBay hoặc là trên Amazon, trên những cái nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của nước Mỹ đó, thì và sau đó khách hàng trả tiền, thì cái software nó tích hợp giữa nhà in và cái SC á, trên SC có cái cửa hàng của bạn, thì cái software đó của nhà in nó sẽ dò tìm, nó tích hợp sẵn rồi, nó sẽ dò tìm và nó đem, nó sẽ file down ra và nó sẽ thấy cái order đó và nó in ngay lập tức các bạn, và nó in và sau đó nó đóng gói. Và vì nó là nhân lớn nên thường là ví dụ như 9 giờ hoặc 10 giờ sáng là UPS, là công ty vận chuyển hàng đầu của nước Mỹ, cũng là hàng đầu thế giới, tới nhà in đó pick up những cái hộp mà trong đó có cái áo của bạn và của các khách khác, và lập tức giao hàng trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ. Bạn thấy tuyệt vời không? Tức là bạn chỉ tốn tiền
hoặc là công sức design ra một cái mẫu digital áo thun có độ dạng ví dụ là 4.5-5 MP digital đó và upload lên có thể là một nhà in hoặc là nhiều nhà in khác nhau. À, và cái nhà in đó nó sẽ tích hợp vào cái store của bạn trên SC hoặc là cái store của bạn trên eBay hoặc là Amazon hoặc là Shopify, và khách hàng nhìn thấy cái món hàng của bạn trong cái store và cái store trên những cái nền tảng thương mại điện tử, khách hàng click vào mua và thanh toán thì lập tức á, thì cái đơn hàng đó nó lại ngay lập tức là nó sẽ chuyển tới nhà in cụp cái và đóng gói bao bì, sau đó là UPS tới lượm pick up và giao hàng cho khách cho 48.3 Hoa Kỳ. Vậy với một cái mẫu áo thun digital định dạng là 4.5-5 MP hoặc là những cái mẫu design trên những cái cốc mà cốc bằng đá bằng sành sứ các bạn có cái quai cầm á, người Mỹ rất là thích đó, hoặc là áo gối hoặc là nón, cái design đó bạn chỉ design một lần, bạn có thể bán cho vô số khách hàng vô số lần và thậm chí trên rất nhiều nền tảng thương mại điện tử khác nhau. Và những cái nền tảng thương mại điện tử này thường là ở nước Mỹ và có những cái hàng đầu, ví dụ như Amazon với lượt truy cập là 1.6 tỷ người Mỹ, 1.6 tỷ lượt truy cập của người Mỹ vào đó hàng tháng. Còn eBay là khoảng 500 triệu, còn SC cũng khoảng 500 triệu. Và những nền tảng rất là khủng. Và mình bán hàng trên SC, Amazon, eBay dưới dạng digital, bạn thấy không, gọn nhẹ, không cần hàng hóa trong kho, không cần nhân viên, không cần vận chuyển, không cần in ấn gì hết. Tất cả là cái software nó được tích hợp. Và với cái công nghệ ngày nay thì những cái software nó tích hợp, nó liên kết với nhau một cách rất là mượt mà, rất là tinh vi, rất là tuyệt vời. Đây là hình thức bán hàng print on demand, tức là POD, chỉ in áo khi mà có order và thanh toán tiền. À, các bạn có gì thắc mắc vui lòng comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.